Hello bà con, bây giờ thì tôi đang ở sân quân khu 7 để mà đá bóng à, đá banh chứ lộn, không có đá bóng quá, đá bóng anh về đó à, quên à, tội xem đá vậy. Và đây là tất cả các anh, đây là chủ tịch Lý Chánh đã mới cắt cái tóc mới, mới đó, một cái mái tóc mới đó, bắt đầu có người nói trước đó, đó. Yeah. Còn đây là người đẹp trai nhất đội đó, Binh Bông Bột. Đây là nữ ca sĩ Thanh Duy. À, Thanh Duy. À, nữ ca sĩ Thanh Duy. Vú cái đầu lên coi. Vú cái đầu lên coi. Ờ đúng luôn. Ca sĩ luôn hát tâm nguyện. Bây giờ. Còn thiếu nam diễn viên Phạm Thanh Phước. Đại khái. À, đây là siêu mẫu cho ra người mẫu cho thấy tâm đó. Anh Tâm sinh năm 93. Và xa xa kia là cô gái Thanh Thức. Đó, tất cả các bạn thấy không? Đó. Phía sau tôi đó là giờ giới thiệu sao, ôi giới thiệu là bình thường thôi, giới thiệu ha, siêu mẫu Đức Vĩnh đó, năm 2020 bạn gì lâu dưới trời, bạn gì lâu quá, bạn giờ lâu, lâu quá, mình không có chơi thể dục trên bạn lâu quá. Ai các bạn coi coi đó chút nha. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy xa xa không? Thấy quà nè, thấy quà đó. Thấy quà mới gì chiếc banh đó. Trời ơi. Chết cái quà. Trời ơi. Bị sánh nét không à? Hay không? Đó, các bạn thấy Quy Khánh không? Đó, Quy Khánh 71. Đó. Như mọi người thường hay xem giải Ngoại hạng Anh thì sẽ không bao giờ quên được đó, Đường Nguyên đó. Đội bóng, đội bóng. Đội bóng cô ấy rất là, nói chung là nữ tính. Chúc mừng anh đá hiệp 2. Hay quá Khánh ơi. Ây da. Đây là phó chủ tịch của đội đó, là anh Minh Đô Phim đó. Giám đốc điều hành chứ lộn. Giám đốc điều hành đó. Anh ấy rất lúc nào cũng căng, hôm nay anh ấy đã một cắt một cái kiểu tóc rất ưa đẹp trai. Tối nay anh ấy lên máy bay. Bởi vậy quay anh lần cuối đi. Thôi ghê quá ông ơi. Bậy bạ. Và qua bên đây đó là ở đây. Anh Minh Chiến. Đó, anh Minh Chiến lúc nào cũng phong độ vậy, có cái bụng hơi bự thôi. Đó, vẫn đẹp trai mà cái bụng hơi bự thôi. Đó, ngày hôm nay thì tụi tôi đá với lại cụ tuyển thủ. Đó, khán đài đông dễ sợ. Hello Nguyễn Vy, hello em. Nhìn hãy bị đau không? Chưa có lịch tiếp theo hả ta? Vừa đá xong trận này có lịch, muốn có lịch trận thứ ba luôn hả? Trời ơi, mình tranh thủ chứ, mình còn có 2 tuần nữa mình đi nữa. Đi đâu? Mỹ hả? Bữa chương trình đó. Chứ như đi lên dự cho mình đi về lấy tiền. Bên trong đây thì nó tắt đi, tắt xong chim lại á. Tắt chim lại chi? Chim lại xong tắt. Chi bà nội? Này. Sau khi tụi tôi làm việc mệt mỏi cả ngày thì bây giờ tụi tôi mới được xả stress, mới được chơi đá bóng, đá banh.
Đại khái là mấy anh em gắn bó với nhau qua thể thao thì gắn kết hơn. Nói chung là tập thể này chơi cũng gần 10 năm rồi. Đây là cũng là người anh em đá từ thời đội bóng nghệ sĩ của chị Vương Thanh đến giờ đối với Vĩnh. Lâu ha, lâu ha. 2009 á, 28, 29 á. Thời nó cua Phúc á, đúng không? Đá có con Phúc nữa. Thời anh Tuấn Hưng, thời anh Phúc, thời nhiều lắm. Ca sĩ diễn viên người mẫu nhiều, rất là vui. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho Trịnh Tuấn Vĩ trong thời gian sắp tới. Ủng hộ cho Phương Nam Sa luôn nha mọi người. Một đội bóng đúng nghĩa luôn. Bóng không vậy đó. Bóng, tao nói bóng dễ sợ lắm. Bóng lắm. Rồi đi hả? Rồi đúng tội luôn. Lấy hai đội hình luôn rồi. Sao mọi người ơi, mọi người đâu hết rồi? Ngày hôm qua mọi người có coi chương trình Sao Nó Ngôi không? Buồn quá. Lộc Nguyễn bóng chúa, ở đây là bóng không. Khổ lắm, đá vô đây là bóng không. Lộc Nguyễn vừa phải thôi. Ok, thôi chào cả nhà nha, chị nó bị vô đá rồi. Vị vô đá, Vị ơi. Chưa đâu, 45 phút nữa được vô. Thấy người Vị. Xa lắm, còn 45 phút nữa. Thôi nha. Chết tụi. Phải nha.